Con sắp này 3 năm tới, vận trình, báo quát, quý nhân vây quanh, thăng quan tiến chức, tài lộc đủ đầy. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạy đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không? Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn rằng sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng nhất. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có người sinh ra sung sướng đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói, từ đó cuộc sống ấm no, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi trong những năm tới có cho thấy sách trời định sẵn, bốn con giáp sau đây không những kiên trì và thử thách vừa qua sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng an nhàn, tiền nhiều như núi. Từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên cũng được hoan hỉ trong 3 năm tới. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Tý. Chuột là một con vật xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Nó có sức sống bền bỉ và được biết đến là thông minh, lanh lợi và gan dạ. Những người sinh năm Tý nói chung có đặc điểm như vậy. Họ lạc quan, vui vẻ, không suy sụp tinh thần dù gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn và luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đồng thời họ cũng rất nhạy cảm, có trực giác tốt và có trí tưởng tượng phong phú, nhưng họ không giỏi trong việc đưa ra quyết định một cách logic. Nhìn bên ngoài, người tuổi chuột trông có vẻ dè dặt, kín đáo, nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ dễ dàng bị chọc tức nhưng vẫn có thể kiểm soát tinh thần của mình. Tính cách này giúp họ có rất nhiều bạn bè. Người tuổi chuột cũng thường rất dễ gần. Đôi khi bạn thấy họ khơi khó tính hay phàn nàn và soi mói, nhưng nhìn chung họ là những người dễ kết bạn. Bạn có thể thấy rằng họ có rất nhiều bạn thân. Người tuổi chuột trân trọng mối quan hệ với bè bạn và họ hàng. Đôi khi bạn thấy họ quá gắn kết với cuộc đời mình, nhưng đó là khi họ đã thích ai đó, họ khó mà có thể rời bỏ người ta. Chắc hẳn vì vậy mà số mệnh của người tuổi Tý luôn may mắn khi bên cạnh họ thường có quý nhân phù trợ, khó khăn trở ngại vì thế cũng chẳng thể cản được bước đường của con giáp này. Tử vi phương Đông cho thấy con giáp này bản thân cũng là người rất có năng lực, có ý chí, biết cách sắp xếp để hoàn thành công việc như ý. Trong vòng 3 năm sắp tới, vận trình của những chú chuột sẽ có nhiều điểm khởi sắc. Những nỗ lực, công sức mà con giáp này bỏ ra trước đó không hề bị uổng phí chút nào. Nếu trước đó bạn chưa được cấp trên công nhận thì đó có thể là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn, là bàn đạp để bạn tiến bước. Cơ hội thực sự để con giáp này đổi đời sẽ xuất hiện trong 3 năm tới. Bản mệnh cần chú ý để theo dõi vận trình mà nắm bắt cơ hội. May mắn sẽ đến, nếu như bạn không chú ý thì sẽ lỡ để mất. Sự nghiệp trong khoảng thời gian này sẽ thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Có kế hoạch gì ấp ủ đã lâu mà chưa kịp triển khai thì bản mệnh hãy nhanh nhanh mà thực hiện để đón thành công. Để có thể gặp nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy
vòng tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng tam hợp khí sẽ giúp tuổi Tý đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét, đồng thời đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. 2. Tuổi Ngọ. Ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Ngọ thích sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mút nhất. Tuổi Ngọ cả thêm trong chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Không chỉ giỏi trong giao tiếp, mà tuổi Ngọ là con giáp trời sinh, thông minh tài giỏi, nhanh nhẹn linh hoạt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận được nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần so với người khác. Trong 3 năm tới, vận trình của tuổi Ngọ sẽ có sự biến chuyển rõ rệt, cải vận đi lên, không còn bết bát, xui rủi như trước đó. Công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Bản mệnh cần được những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp phù hợp với năng lực hiện tại của mình. Thứ tài của con giáp này khá vượng, tuổi Ngọ có thể lợi dụng thêm các mối quan hệ sẵn có cùng tài lẻ của mình để gặt hái thêm nhiều thành quả hơn nữa, cũng như giành lấy sự tin tưởng của cấp trên. Tương lai không xa nữa, người cầm tinh con ngựa sẽ có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thể hiện bản thân thì chắc chắn mùa xuân cuộc đời sẽ đến, hoạch tài liên miên không dứt. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong những năm tới. Tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi, động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn, đối lập nhau trong bất kỳ việc gì, họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng, vừa có thể thu hoạch lợi ích vật chất. Ở người tuổi Tuất, người ta luôn tìm thấy sự vững vàng, đáng tin cậy. Con giáp này tài hoa vô cùng, chẳng cần phải dựa vào bất cứ ai mà cũng có thể là nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những chú chó có tinh thần trách nhiệm cao đã hứa làm gì là sẽ làm cho bằng được. Chẳng bao giờ thất hứa ai, được nhiều người tin tưởng và tín nhiệm. Và vì thế, trong 3 năm tới, con giáp này sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình được hanh thông, thuận lợi vô cùng. Không chỉ có nhiều cơ hội để phát triển năng lực mà còn có thêm nhiều quý nhân ở bên nâng đỡ. Tuổi Tuất sắp tới dễ dàng tăng lương, thăng chức, tiền bạc đầy nhà, cát tinh nhập mệnh, cho may mắn luôn vây quanh chẳng rời. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, bản mệnh cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề, từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát tinh. 4. Tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ.
Mặc dù những người tuổi Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản, sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Hợi thường mơ ước một cuộc sống dễ dãi, xa hoa, nhưng những điều đó không để dành cho tất cả. Biết thế, họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những điều mà họ mơ ước. Những người tuổi Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình. Nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được sao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì, sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Xem tử vi 2019, tuổi Hợi khi ấy đang bị thái tuế kìm kẹp nên làm gì cũng không được suôn sẻ như ý. Nhưng đừng lo, bạn chính là con giáp may mắn 3 năm tới, mọi chuyện sẽ trở nên khác hẳn. Từ năm 2020 trở đi, tuổi Hợi thoát khỏi sự khống chế của thái tuế, con đường phía trước cũng nhờ thế mà hanh thông rộng mở. Bước đường phát triển của tuổi Hợi không quá nhanh nhưng cũng chẳng chậm, bạn sẽ thấy vận trình của mình dần có những chuyển biến tích cực, lạc quan, chẳng những công danh vượng mà tài lộc cũng chẳng kém phần. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ cho thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong những năm sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.